Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Người cao tuổi của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung sau đây. Trong mục Tuổi cao gương sáng sẽ là bài viết về cán bộ hội người cao tuổi hết mình vì công việc. Tiếp theo chương trình, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị bài tập dưỡng sinh và ngay bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, phong trào thi đua tuổi cao gương sáng đã được phát động đến toàn thể hội viên trên địa bàn tỉnh. Một trong những điển hình của phong trào này là bà Đàm Thị Liền, 69 tuổi, chi hội trưởng người cao tuổi tổ 11 phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng. Năm 2020, bà được Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước tuổi cao gương sáng. Năm 2005, sau quãng thời gian cống hiến trong ngành giáo dục, cô giáo Đàm Thị Liền nghỉ chế độ hưu trí và đến năm 2009 bắt đầu tham gia công tác xã hội tại địa phương trong vai trò chi hội trưởng người cao tuổi tổ 22 cũ phường Sông Bằng, nay là tổ 11. Trong những năm qua, dù ở cương vị nào, bà Liền cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Từ khi vào làm chi hội trưởng thì lúc ấy từ 10 hội viên, kết nạp mỗi năm theo kế hoạch là bây giờ là cả tổ 11 là có 72 hội viên hiện tại. Thế là cả đa số là các cụ thì cũng xác định được là ai cũng là lập trường tư tưởng đúng không ạ? Chấp hành tốt, chủ trương đường lối của Đảng và động viên gia đình con cháu là chấp hành tốt, không có ai gia đình nào vi phạm. Thứ hai nữa là các hoạt động trong của tổ không riêng là chi hội trưởng mà các hội viên thì tham gia rất nhiệt tình, đặc biệt là khu phố thông báo về kế hoạch công việc gì đều tham gia nhiệt tình, như là tuyên truyền lòng giải phóng lòng lề đường này, rồi là môi trường này, rồi là tuyên truyền ngày bầu cử này, tuyên truyền ngày đại hội Đảng này, các thứ là chi hội luôn luôn là đóng góp rất là nhiệt tình. Đối với công tác hội, bà Đàm Thị Liền luôn là tấm gương sáng về lòng nhiệt tình, tận tụy với phong trào, góp phần xây dựng hội vững mạnh. Bằng uy tín của mình, bà Liền đã tập hợp những hội viên người cao tuổi tiêu biểu để gây dựng phong trào, chủ động tham mưu với Ban chấp hành Hội Người cao tuổi phường Sông Bằng về các giải pháp triển khai nhiệm vụ công tác hội và phong trào thi đua của người cao tuổi đạt hiệu quả cao. Bản thân bà luôn gương mẫu, giữ vững sự đoàn kết trong thường trực hội, tạo mối quan hệ, phối hợp tốt với các đoàn thể, tích cực tuyên truyền, vận động hội viên tham gia phong trào thi đua tuổi cao gương sáng, toàn dân chăm sóc, phụng dưỡng, phát huy vai trò người cao tuổi, ủng hộ quỹ chăm sóc phát huy vai trò người cao tuổi, đồng thời tuyên truyền vận động hướng dẫn người cao tuổi tham gia sinh hoạt hội. Tôi cũng rất là may mắn sau khi được sáp nhập tổ 22 và tổ 23 thành tổ 11. Tại bản thân tôi thì cũng may mắn được nằm trong ban chấp hành chi hội người cao tuổi và là giữ chức vụ chi hội phó người cao tuổi. Phải nói rằng làm việc với bà Liền là một người có tuổi nhưng rất tâm huyết với lại chi hội. Trong quá trình làm việc, bà rất là năng động, làm việc một cách khoa học, luôn luôn lấy được chữ tín và quy tụ được cái tình đoàn kết của trong ban chấp hành chi hội cũng như là mọi thành viên trong chi hội người cao tuổi. Mặc dù là có tuổi, sức khỏe thế nhưng mà bà luôn luôn nêu cao cái gương sáng, luôn luôn là làm sao để cho cái chi hội tổ 11 này luôn luôn là chi hội dẫn đầu. Kể cả những lúc mà nắng mưa hay là tối nhưng ban chấp hành họp thì bà luôn luôn là người đi đầu để cho các thành viên trong chi hội học tập và noi theo. Với năng khiếu sáng tác thơ, đặt lời các bài hát, làn điệu then tính, trong những năm qua, bà Đàm Thị Liền đã có bộ sưu tập các bài thơ, bài then tính do chính mình đặt lời, sáng tác, phục vụ trong công tác hoạt động giao lưu văn nghệ của Hội Người cao tuổi chi hội và Người cao tuổi phường Sông Bằng, tham gia giao lưu với các câu lạc bộ, chi hội người cao tuổi trên địa bàn thành phố, tham gia liên hoan trình diễn thơ toàn quốc 3 năm liền từ năm 2017 đến năm 2019 đều đạt giải cao. Vâng, là một hội viên người cao tuổi của chi hội tổ 11 cùng tham gia hoạt động công tác hội lâu năm với bà Đàm Thị Liền là chi hội trưởng chi hội người cao tuổi tổ 11, thì tôi nhận thấy rằng là bà Đàm Thị Liền
là một cái người mà có nhiều năm, cũng là một người có uy tín và nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm với tất cả mọi cái hoạt động của hội, đặc biệt là ở cái lĩnh vực về văn nghệ, là sáng tác nhiều những cái bài hát, bài then tính để nói về người cao tuổi, nói về tất cả những cái vấn đề về phát triển kinh tế xã hội của địa phương cũng như là của chi hội người cao tuổi tổ 11. Gác lại công việc của một chi hội trưởng người cao tuổi, bà Liên lại trở về với vai trò là người bà, người mẹ trong gia đình, luôn tần tảo đảm đang như những người phụ nữ khác. Bà lo cho gia đình từng bữa cơm dẻo canh ngọt, chăm sóc vườn tược. Vừa có nguồn rau sạch đảm bảo cho gia đình mà bà cũng coi như một việc lao động chân tay. Không những vậy, bà còn rất khéo tay khi tự tay đan những vật dụng trong gia đình như giỏ, thúng, bằng tre, bằng nứa hay bằng các loại dây. Giây phút thảnh thơi nhất của bà trong ngày đó chính là được đi bộ tập thể dục với những người bạn hàng xóm, được trò chuyện, chia sẻ những suy nghĩ, những niềm vui nỗi buồn trong công việc và trong cuộc sống. Là một chi hội trưởng cũng như là một hội viên thì tôi cũng luôn là tham mưu tốt với các cấp chính quyền của cấp trên và tổ, và được hội viên rất quý mến và tin tưởng lại bầu tiếp tục vẫn làm chi hội trưởng. Thì mặc dù là năng lực có hạn nhưng cố gắng là phần nhiệt tình của mình có bao nhiêu thì phấn đấu để tham gia các hoạt động tốt với nhiều để cho phong trào người cao tuổi của chi hội là luôn luôn là tuổi cao hơn sáng, sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc với con cháu. Với những kết quả đạt được trong quá trình công tác, bà Đàm Thị Liền được các cấp hội tuyên dương khen tặng. Tiêu biểu, Ban đại diện Hội Người Cao Tuổi tỉnh tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước tuổi cao gương sáng nhiều năm liền từ năm 2017 đến năm 2019. Năm 2020, bà được Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước tuổi cao gương sáng. Thưa quý vị và các bạn, đối với người lớn tuổi, các bài tập dưỡng sinh là giải pháp đơn giản và an toàn nhằm tăng cường oxy trong máu, hạn chế những triệu chứng đau nhức, hỗ trợ hoạt động xương khớp. Nhờ đó, người lớn tuổi sẽ ăn uống ngon miệng, ngủ giấc sâu hơn và ngon hơn, mang lại tinh thần sảng khoái, phấn chấn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị bài tập dưỡng sinh của người cao tuổi trên địa bàn thành phố Cao Bằng. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thank you.
Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Người cao tuổi kỳ này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp cho chuyên mục xin gửi về theo địa chỉ Ban biên tập chuyên mục Người cao tuổi, Đài phát thanh truyền hình Cao Bằng, số 87, phố Bế Văn Đàn, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, hoặc qua địa chỉ email phongdantoccrtva@gmail.com. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục tiếp theo.